Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin việc mở cửa và cho học sinh đi học lại. Chiều 12 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao đổi nhanh với báo chí về công tác phòng chống dịch. Về việc Sở Y tế Hà Nội ra văn bản hướng dẫn trong đó có nội dung treo biển tại nhà người đang phải cách ly khi về thành phố, ông Quyền cho biết việc này không phải là siết chặt về mặt y tế hay siết chặt quản lý, việc gắn biển là để các cơ quan y tế hướng dẫn theo dõi sức khỏe của người dân trong bối cảnh có nguy cơ về dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết, với những người không chấp hành các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch sẽ bị xử lý tùy từng mức và tùy theo hành vi của người vi phạm, thậm chí có cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Về việc thay đổi quyết định đồng ý tiếp nhận hành khách về Hà Nội, ông quyền cho biết, để thực hiện được thành quả chống dịch như ngày hôm nay, Hà Nội đã phải rất quyết tâm, bây giờ cũng phải quyết tâm giữ được thành quả đó, bảo vệ được tính mạng và sức khỏe cho người dân. Cũng theo ông Quyền, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính, là đầu não của quốc gia, tập trung các cơ quan của Trung ương, của thành phố. Vì vậy, phải đảm bảo được thành quả chống dịch. Khi đã đạt được điều kiện về phòng chống dịch bệnh và tiêm phủ được vaccine mũi 2 cho cả công dân dưới 18 tuổi, thì Hà Nội sẵn sàng mở cửa. Nói về lộ trình mở thêm các hoạt động, ông Quyền cho biết hiện Hà Nội mới tiêm vaccine mũi 2 được 50%, người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm. Còn về thời điểm Hà Nội cho học sinh trở lại trường học, ông quyền cho biết thành phố cũng chưa có lộ trình và thời điểm cụ thể. Tạm ngừng áp dụng các chỉ thị 15, 16 và 19 về giãn cách xã hội trên toàn quốc. Ngày 12 tháng 10, chính phủ ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với 4 cấp độ dịch. Quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quy định nêu rõ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 điều 1 của Nghị quyết 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và các chỉ thị số 15, chỉ thị số 16, chỉ thị số 19 của Thủ tướng và quy định số 2686 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại quy định này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quy định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của người dân. Trường hợp các quy định hướng dẫn của trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định hướng dẫn, cơ quan ban hành quy định và hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định và hướng dẫn. Vận tải hàng hóa liên tỉnh hoạt động trở lại, hàng quán mở cửa đảm bảo quy định. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Nghị quyết phân loại và xác định cấp độ dịch của các vùng theo 4 cấp độ. Cấp 1 là nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, cấp 2 là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam và cấp 4 là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Trong cả 4 cấp độ dịch, việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh vẫn được hoạt động, cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng đều hoạt động nhưng phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đối với nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống ở cả 4 cấp độ dịch được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Riêng với vùng thuộc cấp độ 4, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các điều kiện cần thiết để hoạt động đảm bảo phòng chống dịch, bao gồm hạn chế người bán mua cùng một thời điểm, quy định áp dụng điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 nhưng phải theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung, điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nguyện vọng của người nhiễm COVID-19. Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người và có thể áp dụng linh hoạt các biện pháp cụ thể của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của người dân. Công an giả soát tiền từ thiện miền Trung, gian đe những ai có ý định trục lợi. Sau loạt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tố một số nghệ sĩ không minh bạch trong hoạt động từ thiện, đến nay, Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đã vào cuộc xác minh và làm rõ. Các chuyên gia cho rằng khi cơ quan công an đồng loạt vào cuộc giả soát, dư luận sẽ được trả lời câu hỏi có hay không việc biển thủ tiền từ thiện. Cuối tháng 5, bà Nguyễn Phương Hằng trở thành hiện tượng mạng xã hội khi liên tục livestream để kể các câu chuyện hậu trường sâu bích. Chủ đề mà bà Hằng thường xuyên nói đến là tính minh bạch trong vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ. Ngày 25 tháng 5, bà Hằng nhắc tới vụ ngâm 13 tỷ đồng trong 6 tháng của nghệ sĩ ưu tú Hải Linh trong đợt lũ ở miền Trung cuối năm 2020. Theo bà Hằng, sau khi nhận quyên góp số tiền này từ 6 tháng trước, Hoài Linh chưa đi trao cho người dân. Nữ doanh nhân còn cho rằng Hoài Linh đã chi hàng trăm triệu vào việc riêng. Sau buổi phát sóng, nhiều người xem đã đặt câu hỏi tại sao chỉ hoãn 6 tháng không giải ngân. 6 tháng trước không chi, Hoài Linh nên giải thích rõ ràng, tiền từ thiện không phải thích chi lúc nào thì chi. Đến ngày 3 tháng 9, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục livestream và đề cập đến tiền kêu gọi từ thiện miền Trung, nhắc đến các ca sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và MC Trấn Thành. Trong video này, nữ doanh nhân Bình Dương nói về giấc mơ sao kê và cho rằng vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh đã vận động quyên góp cứu trợ lũ lụt miền Trung cuối năm 2020 và nhận được hơn 300 tỷ đồng, không phải là hơn 177 tỷ như vợ chồng ca sĩ công bố. Bà Hằng còn phát ngôn MC Trấn Thành cũng đứng ra quyên góp và nhận được trên 120 tỷ đồng. Còn đối với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng nói về giấc mơ và cho rằng nam ca sĩ nhận hơn 96 tỷ đồng quyên góp từ thiện, cao hơn con số được anh này công khai. Chiều 24 tháng 5, sau khi bị nhắc tên, nghệ sĩ ưu tú Hải Linh đã xuất hiện trước công chúng để giải thích lý do vẫn giữ hơn 13 tỷ đồng quyên góp ủng hộ. Nghệ sĩ này nói toàn bộ tiền vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây anh đã và đang liên hệ với các địa phương để thiện nguyện đến khi hết số tiền. Đến lượt mình, Thủy Tiên cũng livestream chiều 17 tháng 9 tại chi nhánh Vietcombank ở thành phố Hồ Chí Minh để công khai 18.000 trang sao kê của hơn 177 tỷ đồng mà cô kêu gọi quyên góp. Nữ ca sĩ cho biết cô sao kê từ trước khi kêu gọi 5 ngày và sau khi công bố kết thúc chuyến từ thiện 3 tháng, tức từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đến ngày 24 tháng 2. Còn về phía Đàm Vĩnh Hưng, sau khi bị bà Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện và thách thức tung sao kê, nam ca sĩ thách ngược người tố cáo công khai giấy tờ sao kê. Nếu không làm được điều đó, anh sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc. Một nghệ sĩ khác bị bà Hằng tố cáo liên quan đến hoạt động từ thiện là Trấn Thành cũng đã công bố hơn 1.000 trang sao kê trên trang cá nhân ngày 7 tháng 9 với số tiền quyên góp hơn 9,6 tỷ đồng nói về động thái của cơ quan công an vào cuộc để ra soát làm rõ số tiền các cá nhân quyên góp từ thiện miền trung trung tá đào trung hiếu chuyên gia tội phạm học bộ công an nhấn mạnh đó là việc làm rất kịp thời ông hiếu đánh giá rằng thời gian qua mạng xã hội xuất hiện những thông tin phản ánh các hiện tượng tiêu cực liên quan đến hoạt động từ thiện của một số người nổi tiếng khiến dư luận đặc biệt quan tâm điều này đòi hỏi phải có hoạt động điều tra xác minh làm rõ những tin đồn đó có căn cứ hay không đồng thời các cơ quan chức năng cũng nhận được đơn trình báo và tối giác tội phạm liên quan đến vấn đề này do đó trước yêu cầu và mong mỏi của dư luận về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc là hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật và rất cần thiết theo trung tá đào trung hiếu cơ quan công an giả soát số tiền từ thiện giúp giải tỏa những nghi ngờ và bức xúc của dư luận trước thông tin cáo buộc một số cá nhân lợi dụng việc kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với 7 tỉnh bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác định số tiền và hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ, từ thiện. Trong số những nghệ sĩ bị giả soát hoạt động từ thiện có Hoài Linh và Thủy Tiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo trọng tài nên tự xem lại mình. Bốn trận đã qua, tôi có nhiều điều nói về trọng tài, nhưng hôm nay tôi muốn hạn chế nói. Trọng tài đã xử lý không nhất quán, nếu đánh giá thì chính bản thân trọng tài nên tự đánh giá lại mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận thua 1-3 của đội tuyển Việt Nam trước Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù có bản mở tỷ số do công của Nguyễn Tiến Linh, song tuyển Việt Nam không thể bảo vệ thành quả. Lần lượt ở các phút 45 cộng 1, 49 và 63, các cầu thủ Oman thay nhau lập công giúp cho đội tuyển này thắng Trung cuộc 3-1. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam bị thổi hai quả phạt đền ở trận này sau các tình huống phạm lỗi của Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh, bàn thắng thứ hai của Âu Man cũng gây tranh cãi khi thủ môn Nguyễn Văn Toàn bị 4 cầu thủ Oman gây sức ép gián tiếp dẫn tới không cản được cú đá phản góc của cầu thủ Oman. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam bất mãn với trọng tài nên không khí sau trận khá trầm lắng. Huấn luyện viên cũng bảo vệ các quyết định nhân sự ở trận này khi xếp Nguyễn Công Phượng, Phạm Đức Huy, Tấn Tài và Văn Toàn đá chính, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam cần thêm thời gian.